Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu áo này nhé. Chúng ta có một mẫu áo cổ tim. Ở phần lớp ngoài chúng ta sẽ tạo hai cái phần lớp phủ và dạng nơ ở đây nhé. Thân chính thì chúng ta sẽ làm bộ mảnh nách, tay xếp ly. Đó. Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình dập áo cơ bản. Đối với dập áo này thì các bạn sẽ thêm sống lưng đằng sau cho mình nhé. Các bạn nào có nhu cầu mua dập gốc Levi's giống như mình đang có thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở trên này nhé. Mình đang bán combo gồm có sơ mi, đầm vest và măng tô, phí là 300.000. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có phần thân trước và thân sau như thế này. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cho mình điểm giữa của vòng nách. Chúng ta nối cong vào đầu ly thân để tạo bộ mảnh nách. Bạn này thì các bạn sẽ gấp cái ly này vào cho mình như này để chúng ta sửa lại cái đường vai con. Kẻ lại đường vai con. Rồi các bạn sẽ giảm đầu vai vào cho mình là 1,5 phân nhé. Chúng ta vẽ lại vòng nách. Được chưa? Ở đây thì các bạn sẽ cắt theo đường bổ mảnh nách này. Lọc bỏ ly thân đi. Chúng ta sẽ tỉa lại phần đầu ngực này cho nó tròn nhé. Đây là đường vòng nách mới này. Levi thì các bạn sẽ đóng Levi vào cho mình. Và dán nó vào đây. Và sẽ cắt theo đường vai con này. Vòng nách mới này. Ly thân thì chúng ta sẽ lọc bỏ hết ly. Đối với thân sau này thì các bạn sẽ làm tương tự này. Chúng ta sẽ giảm đầu vai vào nhé. Các bạn xử lý tiêu ly vai của thân sau đi cho mình. Chúng ta giảm đầu vai và vẽ lại vòng nách. Các bạn vẽ bộ mảnh nách ra đây. Chưa? Ok, sau đó này, ở đây thì các bạn sẽ chúng ta lấy ngang cổ ra tầm khoảng 9 phân. Sâu cổ thì các bạn lấy từ sâu cổ cơ bản xuống cho mình tầm khoảng 6 đến 7 phân nhé. Đó. Sau đó chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Các bạn sẽ đánh cong cho mình một chút này. Chúng ta sẽ giảm cái phần ly cổ đi là 5 ly. Đóng này vào cho mình. Chúng ta sẽ cắt lại đường vòng cổ này. Sau khi các bạn cắt được như này rồi nhá, chúng ta sẽ tạo cái lớp phủ bên ngoài bằng cách các bạn dán thằng này vào đây. Đó. Chúng ta sẽ đặt lên một tờ giấy khác. Bạn sẽ đặt lên mép cốt đôi cho mình. Sang dấu lại. Chúng ta sang dấu lại đường vai này. Vòng cổ này.
vòng nách, đường sườn này. Ở đây thì các bạn sẽ lấy từ sườn đấy, chúng ta sẽ lấy từ hạ nách này, các bạn lấy xuống cho mình khoảng 8 đến 9 phân. 8 đến 9 phân. Được chưa? Các bạn cắt này ra. Ở đây thì các bạn sẽ mở đôi ra cho mình như này. Chúng ta sẽ vẽ cái đường nơ này ra nhé. Các bạn kéo dài theo cái phần cạnh cổ này. Chúng ta lấy đây đường giữa nha, phần gấp đôi đây. Các bạn lấy từ đây xuống cho mình tầm khoảng 4 phân hoặc là 4 phân rưỡi. 4,5. 4,5 nhá. Chúng ta đặt thước này vuông góc này. Các bạn lấy cái độ rộng của phần nơ này cho mình là 4 phân. 4 phân. Chơi là 4 này, chơi là 4 này. Được chưa? Đây nhá. Chúng ta đang vẽ cái thằng này. Đó. Sau đó này. Đoạn này thì các bạn sẽ bắt đầu vẽ từ đây. Chưa? Chúng ta sẽ vẽ bắt đầu từ đây. Đoạn này nó hơi cao quá nhé, mình sẽ hạ xuống một chút này. Chúng ta sẽ để cho cái phần nơ này nó chốc dốc xuống này hơn. 4 phân. Đó. Đây. Được chưa? Các bạn vẽ theo đường màu đỏ này cho mình nhé. Chúng ta không để cái này nó chéo quá. Chéo quá thì cái phần này này, khi bạn vẽ là ra đấy này, chỗ này nó gắt, được chưa? Nó gắt quá. Chúng ta sẽ để nó hơi thoai thoải đi một chút. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cái đường đường mép này ra. Được chưa? Bạn vẽ này ra. Đó. Sau đó các bạn sẽ gấp này lại. Gấp này lại cho mình này. Chúng ta sẽ cắt theo đường này. Chờ các bạn sẽ cắt cách này cho mình được 1-2 phân hơn 2 phân một chút. Đó. Được chưa? Đây là chúng ta để lấy được hai bên nó sẽ đối xứng với nhau ở khoảng này nhé. Đó. Sau đó thì bây giờ thì các bạn sẽ cắt theo cái thằng này. Được chưa? Cái đoạn này thì bây giờ thì các bạn sẽ cắt này vào đây. Đó. Bây giờ này, chúng ta sẽ bấm cái này ra. Ta sẽ kẻ ra cho mình tầm khoảng 2 3 đường bất kỳ nhé. Bấm này ra. Và đặt lên một tờ giấy khác. Chúng ta sẽ mở nó ra. Bạn mở này, chúng ta sẽ tính từ cái điểm này nhá. Đây này. Tính từ điểm này đến đây. Bạn mở ra cho mình tầm khoảng 10 phân. 10 hoặc là 12 phân gì đấy. Đó. Được chưa? Tính từ điểm này nhá, đến đây nhá. 10 đến 12 phân. Đây. Ví dụ như mình sẽ mở ra được tầm này. Ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau, sang dấu lại toàn bộ. Sang dấu lại toàn bộ cho mình này. Và đây chúng ta sẽ kéo dài nó ra. Các bạn sẽ đánh nó hơi vảnh ra ngoài một chút nhé, để sẽ tạo được cái phần nơ. Các bạn lấy từ điểm này, lấy ra đây cho mình tầm khoảng 12 phân. 12 phân. Chỗ này là 10 đến 12 phân. Được chưa? Chúng
chúng ta sẽ cắt này ra thôi. Đó, chúng ta sẽ được một bên này. Tiếp theo cái phần bên này, bên này thì các bạn sẽ cắt phần như sau. Chúng ta sẽ lấy điểm giữa nha, khoảng giữa này kẻ thẳng lên đây luôn, được chưa? Điểm giữa của cái khoảng 4 phân này chúng ta sẽ bấm này ra, bạn mở nó ra cho mình. Còn này thì các bạn sẽ giải tách nó ra cho mình từ đây đến đây nhá, các bạn mở ra cho mình được 4 phân. Chưa? 4 hoặc 5 phân. Đây. Ví dụ mình sẽ mở ra 5 phân nhá. 5 phân. Họ sẽ đánh dấu hai cái điểm đầu này cho mình. Đó. Chúng ta sang dấu lại toàn bộ. Đó, được chưa? Đây, bạn nối lại thằng này. Bạn sẽ dựng cho mình một đường vuông góc kéo dài này ra đây. Kéo dài ra đây. Lấy từ đây ra phía bên ngoài này cho mình được khoảng 9 đến 10 phân. Được chưa? Bởi vì cái khoảng ban đầu chúng ta lấy từ đây ra đến đây này là 4 phân rưỡi. Thì các bạn sẽ phải lấy gấp đôi lên để cái đoạn này chúng ta sẽ gấp nó vào bên trong để luồn được cái phần nơ bên kia nhé. Đó, lấy từ đây ra đây cho mình là 9 đến 10 phân. Được chưa? Ở đây thì các bạn sẽ kẻ lại cái đường phần cái khoảng này nhé, khoảng mở này 5 phân đấy, chúng ta sẽ kẻ thẳng nó ra đây. Kẻ thẳng ra đây. Lấy cho mình điểm giữa. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cắt này ra. Bạn sẽ làm như sau này. Phần ở phía đây mình gọi bên phải nhé. Bên phải thì các bạn sẽ gấp này, chiết nó vào. Đó. Khi lên vải các bạn sẽ chiết cái khoảng này vào cho mình. Chưa? Máy chết vào đây. Được chưa? Cái phần đoạn này nhá, cái đoạn này này, các bạn sẽ may cho mình một cái lớp lót. Chúng ta bắt đầu lộn từ điểm giữa cổ này, vòng ra phần này, vòng xuống đến đây nhá. Đây nha, mình sẽ làm lại này. Khi các bạn làm đây, chúng ta sẽ cắt một mảnh lót nhá. Các bạn sẽ cắt một cái mảnh lót từ đây đến đây, vòng ra phần này. Được chưa? Cắt mảnh lót như này để chúng ta may lộn được cái mép này nhá. Còn từ cổ này, vai và nách thì các bạn sẽ để nguyên, chúng ta chưa được may. Các bạn sẽ bắt đầu may lộn từ đây cho mình thôi nhá. Sau đó thì các bạn sẽ chiết cái phần ly này vào. May lộn xong mới chiết nhá. Thì để cho nó êm, còn nếu như các bạn chiết xong mới may cái lớp lót thì nó sẽ hơi bị găng ở phần bên trong. Đó, được chưa? Đây chúng ta sẽ có được phần bên phải như thế này. Đối với phần bên trái này thì các bạn sẽ may lộn, chúng ta may lộn từ điểm giữa cổ này vòng ra đây sang bên này. Thì các bạn cắt cho mình một cái lót như thế này nhá. Và này thì chúng ta sẽ gấp nó vào.
May lộn xong thì chúng ta sẽ gấp vào để cho nó còn tầm khoảng 4 phân hoặc là 4 phân rưỡi. Đây, ví dụ như mình sẽ làm nó bằng từng này. Đó, thấy chưa? Cái tạp bên này thì chúng ta sẽ gập nó vào bên trong này. Đó, gập vào bên trong, các bạn máy chặn vào đây cho mình. Được chưa? Máy chặn nó vào đúng cái đường này. Các bạn có thể chặn ngang này nhá, hoặc là các bạn khâu luôn nó vào bên trong. Đây, sau đó thì chúng ta sẽ nhét cái thằng này qua, đút qua. Nhớ là cái điểm này này, điểm cổ này nhá, hai cái điểm cổ này. Nó sẽ phải khớp với nhau. Đó. Được chưa? Phần này nó ở bên trong này rồi. Chúng ta sẽ có được cái đoạn này. Phía bên này các bạn muốn dài hơn thì chúng ta sẽ để nó nhiều hơn nhé. Còn nếu như các bạn không muốn nó dài thì các bạn sẽ tầm khoảng như mình làm vào được. Đó. Đây. Ok chưa? Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ may. Các bạn sẽ may đè này lên trên thân. Chưa? Đè vòng đường sườn này, vòng nách này, vai này, cổ. Cổ chưa? Hai điểm này chúng ta sẽ may đè lên trên thân. Sau đó thì bạn sẽ may cho mình một cái đáp lật vào bên trong nhé. May cái đáp lật vào bên trong. Được chưa? Chúng ta sẽ tạo được cái nơ như này. Đó. Rồi khi các bạn may xong chúng ta sẽ khâu cái này đính vào bên thân. Khâu các cái mép này đính vào thân để cho nó chắc chắn nhé. Được chưa? Đây này. Khâu cái mép của cái nơ này. Đó. Cái đoạn này. Này không ít thôi nhá. Ok, còn đối với phần tay nhé, tay thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tay cơ bản thôi. Chúng ta sẽ đẩy cái đầu vai này lên, đầu tay này lên cho mình tầm khoảng 5 đến 6 phân và chúng ta vẽ lại cái vòng nách là được. Ok, cắt này ra. Rồi vòng nách ở trên tay thừa với thân bao nhiêu thì các bạn sẽ xếp ly lại bấy nhiêu cho mình. Ok, như vậy là mình đã dẫn xong các bạn cái cắt màu áo thân mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.